Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây một thứ mà mình nghĩ nhiều bạn đã từng gặp rồi, đó chính là một cái vòng đu quay ở những cái khu công viên ấy các bạn ơi. Và vật liệu để chúng ta có thể xây được một cái vòng đu quay thì cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị những cái khối thạch anh thôi. Ở đây mình còn khá là nhiều từ chuyến trước nè. Đây em sẽ lấy ra một vài stack nha. Tầm này là được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị thêm ít cái đá mịn nữa. Trong thời gian giữa hai tập thì mình có lấy một ít cái cục đá nhẵn ấy để mình nấu lên rồi các bạn ơi, để cho nó trở thành những cái block đá mịn luôn. Và block đá mịn này mình sẽ sử dụng để nối những cái chỗ ngồi trên vòng đu quay lại với nhau ấy. Đây mình có một ít nè, cũng như là bên đây nữa, nhưng mà mình sẽ lấy thêm khoảng 42 thôi. Tầm này là cũng khá là đủ rồi. Ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm ít cái len nữa, tại vì mình muốn làm cái phần chống cái đu quay lên đấy các bạn ơi, là những cái cục len nhá. Và len lần này mình sẽ sử dụng len màu xanh nước biển đi nha. Thấy xanh nước biển mình còn khá là nhiều ngọc lưu ly nè, ra rất là thoải mái luôn. Nhưng mà len thì từ từ mình chế tạo sau cũng được. Bây giờ mình sẽ mang theo một ít cái giàn giáo nè để chúng ta có thể trèo lên cho nó dễ dàng nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực xây dựng thôi. Và khu vực xây dựng lần này mình sẽ chọn cái vùng gần cái nhà thờ của mình một xíu, tại vì bên đó là cái vùng đầm lầy và diện tích còn rất là rộng luôn. Mình chỉ cần chịu khó ốp đất lại là sắp tới mình có thể xây rất là nhiều thứ ở bên khu vực này luôn nè các bạn ơi. Chỗ này nhìn cũng khá là đẹp á, nhưng mà ở phía dưới còn khá là nhiều zombie để mình sẽ cắm đuốc ấy trong thời gian dưới hai tập nha các bạn, để tránh trường hợp nó làm phiền mình vào mỗi buổi tối ấy. Rồi giờ mình sẽ ăn vô một cái nha. Và cái vòng đu quay này chắc mình sẽ đặt tầm này nè các bạn ơi. Chỗ này khá là rộng nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra bên đây một xíu nha. Và lần này mình sẽ xây cho nó cách mặt đất ấy là khoảng 3 block, để sắp tới mình còn làm thêm cái phần chống nó lên nữa. Đây mình sẽ đặt tạm 3 block trước nha. 1 này, 2, 3. Đó, tầm này rồi mình sẽ bắt đầu làm một cái hình tròn trước nha các bạn, tại vì vòng đu quay mà nó có hình tròn á. Rồi mình sẽ xây xích qua đây đi để một hồi mình còn đi xuống nữa. Đây 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ô nha. Cái hình tròn này ở phía dưới cùng nó khoảng là 9 ô nha các bạn. Sau đó mình sẽ đặt tạm một block ở đây nè, và đặt thêm một block vị trí này. Đó, đập ra. Sau đó các bạn sẽ cách ra 3 ô nha. 1 này, 2 này, 3, sau đó đặt tạm một block ở đây và ra tiếp là 2 ô nha các bạn. Thứ tự của nó là 9 3 2 2 2 và 3 lần 1 nha. 2 này, 1 ô ở đây. Giờ mình sẽ sử dụng những cái dàn giáo để đặt tạm các bạn ơi, tại vì dàn giáo mình gỡ ra khá là nhanh ấy. Nhưng mà hơi khó để đặt một xíu. 2 này. Và tiếp theo là 1 thôi. Chạy lên một cái. Đặt ngay vị trí này. Đấy. Ui. Rồi mình đặt cái cúp mình đào nhanh quá, nó hư mất tiêu cái block thạch anh rồi. Thạch anh khá là mềm các bạn ơi, thành ra dùng cúp hiệu suất 5 đào nó hơi bị nhanh ấy. Ui mình bị gì ấy, mình gỡ cánh ra coi. Bay ở dưới nước nữa. Rồi đặt lại cái khối thạch anh nè. Đặt ngay vị trí này. Đó, để coi nào. 3 2 2 2. Rồi bây giờ tới 1 nè. 1 1 và 1. Vậy là chúng ta đã xong được 3 lần 1 rồi. Tiếp theo mình sẽ đặt dài lên trên theo thứ tự ngược lại nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt một block ở đây nè và đi lên 2 ô nha. Đập ô này ra, trèo lên. Trèo lên bằng dàn giáo đi để một hồi mình khỏi bị nhầm ấy. 1 2 này. Tiếp theo là 2 và 2 nữa. 1 2 rồi, đập những block thừa ra ở đây. Đó. Rồi tiếp theo là 3 nha các bạn. Sau lần 3 này thì mình sẽ đặt tiếp là 9 ô ấy, để chúng ta có thể hoành ngược lại và làm nốt cái hình tròn thôi. 2, 3 và block ở đây. Và ra bên đây là 9 ô nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói chung cái hình tròn thì hơi khó xây một xíu, thành ra các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi sau đó mình sẽ qua đây và đặt tiếp 3 ô thôi. 1, 2 này, 3 này, 1 block ở đây, qua tiếp là 2 ô. 1 block ở đây, qua tiếp là 2 ô nữa. Ui sai. 1 block ở đây. Đấy. Và tiếp là 2 ô. Sau lần 2 này thì mình sẽ bắt đầu làm thêm 3 lần 1 nha các bạn. Rồi giờ tới 1 nè. 1. Đó, mình nghĩ các bạn đập xong ấy thì nên gỡ cái block đó ra liền, để không thôi một hồi mình lại nhầm á. 1 2 rồi. Giờ thêm 1 lần 1 nữa là 3. Đó. Sau đó mình sẽ vòng qua bên đây làm theo thứ tự ngược lại nha, là 2 ô ấy. 1 2 này. 1 2 đập ra. 1 2 đập ra và 3. 1 2 3. Đó.
Sau đoạn 3 này thì mình sẽ ốp lại chính ô ấy, giống như phần phía dưới các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã xong cái nửa hình tròn rồi đó. Công việc còn lại của các bạn ấy là làm tương tự ở bên phải để chúng ta hoàn thiện một hình tròn nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm nốt cái hình tròn này trước cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để làm ngược lên trên thôi các bạn ơi, để cho nó dễ, giờ ở trên thì hơi khó để làm ấy. Rồi trong lúc đi xuống thì mình sẽ nhặt lại mấy block thừa này ra nè. Đó, cũng như là kiểm tra lại một lần nữa. Mình nghĩ các bạn nên kiểm tra cho kỹ càng. Ui 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 xém nữa rồi, mình quên mặc cái cánh vô ấy. Ui, và đó ngỡ, té nhiều khi lại ngỡm các bạn ơi. Mình gỡ giáp kim cương ra mất tiêu rồi. Đó, để coi thứ tự nào. 9 này 3 9 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 9. Đó, vậy là đúng rồi. Vậy giờ mình sẽ làm nốt phòng bên đây luôn nha. Rồi chúng ta sẽ làm thêm một hình tròn này nữa. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái hình tròn nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong một cái hình tròn rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái hình tròn này nữa nha. Nhưng mà nó sẽ cách cái hình tròn ban đầu này là khoảng 5 ô ấy. Để ở phía chính giữa thì mình sẽ gắn vào đó là những cái chỗ mà chúng ta có thể ngồi lên trên cái vòng đu quay nha. Đây mình sẽ trèo lên cái cây này cho các bạn dễ xem nè. Từ cái ô chính giữa như thế này nè, mình sẽ cách ra khoảng 5 ô nha. 1, 2, 3, 4, đây ngay 1 này, 2, 3, 4, 5. Ngay ô thứ 6 thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp một cái hình tròn nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm thêm một cái hình tròn giống như vậy nữa nha. Ok cảm ơn, mình đã làm xong cái vòng tròn tiếp theo rồi. Bây giờ mình sẽ canh ô chính giữa nha. Rồi mình sẽ nối hai bên lại với nhau. 1, 2, 3, 4, ngay ô thứ 5 nè là chính giữa. Sẽ nối lại như thế này. Ở dưới cũng vậy luôn nha các bạn. Và ở bên hông cũng ngay ô chính giữa luôn nha. Và còn những cái chỗ xéo thì chúng ta sẽ cách ra khoảng 5 ô á. Từ cái chỗ 3 block này này, 1, 2, 3, 4, 5, ngay ô thứ 6 là mình sẽ nối lại với nhau nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi dài xuống dưới thôi. 1, 2, 3, 4, 5, ngay ô thứ 6 ngay là ngay ô này nè. Đúng không ta? Chưa, để mình đếm từ dưới lên cho chắc. 1, 2, 3, 4, 5. Ô thứ 6 là ngay ô trên này nè. Ô này mới đúng các bạn ơi. Đây, ô này nha. Rồi, và bên kia cũng làm tương tự giống như bên đây nha các bạn. Là chúng ta đã xong cái phần nó ngang giữa hai cái vòng đu quay rồi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình nói xong mấy cái phần chính giữa này nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong hai cái hình tròn cũng như là nối những đoạn giữa với hai hình tròn lại với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong ấy để chuẩn bị thêm vật liệu xây dựng, đó chính là những cái khối bê tông nha, để mình có thể làm những cái chỗ đứng cho hành khách khi mà vòng đu quay nó quay ấy. Rồi ok, và không biết trong nhà mình ấy còn sỏi không nữa, tại vì hôm bữa mình chế tạo rất là nhiều mấy cái khối bê tông rồi, mình sợ hết sỏi quá à. Để coi nào, sỏi đây. May quá mình còn một ít nè, cát thì mình cũng còn một ít luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt bớt mấy cái không, đá nhẵn thì chắc mình sẽ cắt vô rương này được không ta. Ồ, cắt tạm vô rương này đi các bạn ơi. Đó, mình sẽ lấy thêm ít màu nha, càng nhiều màu càng tốt các bạn ơi. Ở đây mình sẽ làm bê tông hồng nào khoảng 16 cái đi. Để mình xem là 16 cái chắc chưa đủ, khoảng 42 các bạn ơi. Đây 32 rồi, 40, ok 48 luôn đi cho nó nhiều nhiều một xíu. Tiếp theo là bê tông màu gì đây, màu xanh nước biển cũng được nè. Ok, mình sẽ làm thêm bê tông màu xanh nước biển nha, cũng là 48 luôn, 40 rồi, 48 nè. Kế tiếp là màu, để coi mình còn màu xanh lá không ta. Mình còn màu xanh lá nè, cũng là xanh lá mạ luôn. Đây mình còn xanh lá mạ luôn nè. Rồi ok, giờ mình sẽ làm thêm thật là nhiều những cái khối bê tông màu này, cũng như là mình làm cho nó thành bê tông cứng luôn nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong nha. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đang xuống Nether ấy để farm thêm ít sỏi nè. Nhưng mà bị mấy anh zombie Bigman này dí quá trời rồi. Chắc giờ mình sẽ tiêu diệt bớt đi nha. Thiệt tình luôn, hôm bữa kiếm chuyện tới giờ vẫn còn giận nè. Ui gì thấp quá, sợ mình bị đánh á các bạn ơi. Nhiều đây đánh mình mỗi người một hit ấy. Là ngỡ mình thiệt luôn á. Farm rồi. Rồi farm thêm ít đây nè. Đó, mình tiêu diệt xong rồi mình còn farm thêm sỏi mang về, còn chế tạo thêm mấy cái cục bê tông nữa. Farm nè. Đứng yên đi. Rồi mình chờ chỗ này một hồi, cái gì mình bị dí, mình leo lên tiếp các bạn ơi. Ui đâu xuất hiện ra hoài vậy. Ui mình muốn đau quá. Rồi farm tiếp. Tranh thủ lấy sỏi các bạn ơi, để không thôi một hồi là không lấy được á. Rồi giờ mình sẽ lấy thật là nhiều sỏi mang về để chúng ta chế tạo thêm những cái khối bê tông nha các bạn.
Ok, cảm ơn anh. Mình đã dời cái phần vòng đu quay lên trên mặt đất ấy là khoảng 8 ô nha. Từ giờ nãy mình làm cái vòng đu quay hơi thấp một xíu, và cũng như mình đã làm xong những cái bê tông màu rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm những cái chỗ chứa hành khách nha. Và chỗ chứa hành khách thì nó sẽ được đặt ở phía dưới những thanh ngang nha các bạn. Đây, mình sẽ đi qua bên trái một xíu để mình có thể đặt được những cái tường đá nha. Đầu tiên thì mình sẽ đặt những cái tường đá như này, và nó sẽ đi xuống khoảng 5 ô nha các bạn. Đây, cao quá cao quá. Sẽ đặt tạm một block đi. Đó, 2 nè, 3 nè, 4 và 5 ô. Sau đó mình sẽ bắt đầu làm phần sàn nha. Phần sàn thì mình sẽ cho nó có kích thước là khoảng là 3x3 nha các bạn. Đây, 3x3 rồi. Sau đó mình sẽ đi lên để làm cái phần bảo vệ thôi. Tại vì ở trên cao mà không có phần bảo vệ thì rất là dễ bị rơi xuống luôn ấy. Đây, mình sẽ đặt một ô ở đây nè, một ô ở đây. Và sau đó mình sẽ đặt ở bên ngoài như vậy thôi. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái phần bảo vệ rồi đó. Sau đó mình sẽ trèo lên trên đấy để làm phần máy nhá. Phần máy thì mình sẽ tiếp tục sử dụng những cái khối bê tông nha các bạn, để cho nó đồng bộ với nhau nha. Đặt cái này ra rồi sau đó trèo lên nè. Phần máy thì nó sẽ phần máy thì nó sẽ kiểu như là ở dưới cái tường đá một ô đi, để cho nó có không gian ở bên trong để chúng ta dễ dàng nhìn ra bên ngoài nha. Đây, phần máy thì chúng ta sẽ up hết. Mình nghĩ phần máy thì nó sẽ giống như phần sàn luôn đi các bạn ơi, để cho nó đẹp nha. Đây, giống như phần sàn thì mình sẽ đập mấy cái ô ở bên góc này ra nha. Ở đây, giống chưa? Bên đây còn thiếu nè. Ở đây cũng như là ở bên đây. Còn bên đây nữa là xong. Các bạn có thể làm thật là nhiều những cái lồng như vậy ấy, ở những vị trí khác nhau với những cái khối bê tông khác nhau nha. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Và ở bên trong để đảm bảo có ánh sáng thì chắc mình sẽ tắt đuốc đi các bạn ơi. Giờ bên trong vẫn chưa có ánh sáng nữa. Mình sẽ trèo lên để cắm một cây đuốc bên trong tạm nha. Chỉ cắm tạm thôi. Cắm ở đây. Vậy là có ánh sáng rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm thật là nhiều những cái lồng như vậy ở những cái thanh ngang còn lại nha các bạn. Sau một lúc thì mình đã làm xong những cái lồng chứa hành khách rồi, cũng như mình đã nối từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để tạo được một ô chính giữa như thế này nha. Và ngoài ra những cái ô lẻ như vậy nè, các bạn sẽ đặt thêm một cái trụ ngang để chúng ta có thể nối từ cái trụ ngang này vào chính giữa của cái vòng đu quay nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên và làm mẫu cho các bạn xem ở một góc nha. Rồi các bạn làm tương tự ở ba góc còn lại nha. Rồi, ok, giờ mình sẽ trèo lên một cái nè. Từ cái chỗ ngang đâu ta? Đây, mình có ốp ở bên đây rồi nè. Ui, cái trên giàn giáo ấy thì các bạn rất khó để nhảy nha. Thành ra mình khuyên các bạn nên đặt ra bên ngoài một ô như vậy nè, thì nhảy nó sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn. Rồi, từ đây mình sẽ bắt đầu nối dài lên trên nha. Ngay ô chính giữa nha các bạn, mình sẽ đặt trước một ô rồi đặt ra bên ngoài một ô như thế này nè. Nó cứ đặt một ô rồi đập ra các bạn ơi, như vậy thì nó sẽ dễ làm hơn ấy, nếu không thôi một hồi mình lại lộn á. Rồi, không mấy giờ mình đập thẳng lên trển luôn đi nha. Ok, giờ mình sẽ đặt dài dài lên trển luôn. Như thế này, đấy, cứ ốp như vậy mà dài lên trển thôi các bạn ơi. Các bạn làm tương tự ở những cái góc còn lại nha. Cái này mình có thể đập ra nè, đập ra đây và gắn vào đây. Vậy là chúng ta đã được một góc rồi. Bây giờ mình sẽ đập bớt những cái ô thừa nha. Đây, mình sẽ đập từ dưới lên trên cho nó dễ nè. Đập ô này ra, ô này, ô này, ô này. Ô này, ô này và ô này. Có vẻ mình chuẩn bị hơi dư những cái đá mịn rồi. Vậy là chúng ta đã được một góc rồi đó. Giờ các bạn làm tương tự ở ba góc còn lại nha. Ok các bạn ơi, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái phần phía trên của vòng đu quay rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái phần chống của vòng đu quay nữa nha. Và phần chống của vòng đu quay thì mình sẽ sử dụng những cái gỗ vân sam nha các bạn, được chế tạo từ bốn cái thân gỗ vân sam này. Và mình đã làm dấu vị trí của nó rồi, ngay tại ô này. Và cái ô này thì nó sẽ thẳng hàng với cái block đầu tiên ở phía trên các bạn ơi. Đó, block hai ô đầu tiên ở phía trên đấy. Rồi, giờ mình sẽ kéo dài lên trên theo thứ tự là 2 1 2 1 nha. 2 này, 1 2 1 2 và 1. Cái này sai rồi. 1. Đó, kéo dài lên trên đến khi nào mà nó ngang tầm với cái ô chính giữa ở phần trung tâm của cái vòng đu quay ấy, là chúng ta sẽ đổi hướng bên qua bên kia và nối dài lên trên nha các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ nối dài lên trên theo thứ tự 2 1 tiếp nha. Đó, vậy là xong được một bên rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để làm tiếp phần còn lại nha. Mình sẽ nhảy xuống dưới luôn. Tổng. Đó. Và đây nối dài lên trển thôi các bạn ơi. Và các bạn sẽ làm tương tự ở mặt phía sau luôn nha. Thì vòng đu quay sẽ có hai bên chống các bạn ơi, thì nó mới kiên cố được ấy. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái phần chống này nha.
Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã trang trí xong cái vòng đu quay rồi. Đó, mình có gắn thêm ít cái đèn redstone này cũng như là những cái đèn lồng ấy ở những cái ô thứ hai như vậy. Đó, để cho nó có ánh sáng vào ban đêm ấy, để tránh trường hợp quá nó xuất hiện trên cái vòng đu quay thì kỳ lắm. Và gần chỗ mình ấy có những con slam này, chắc bây giờ mình sẽ dùng kiếm để farm những con slam này để lấy thêm những cái quả bóng chất nhờn nha các bạn. Đó, slam nè. Ui ui, đông thế. Ôi, nó ra bóng chắc nhờn nữa các bạn. Ồ, rất là nhiều luôn, thao mà farm nha các bạn ơi. Ở tại vì gần vùng đầm lầy mà. Ờ, hôm nay là trăng tròn hay gì. Hay gì slime xuất hiện quá trời luôn các bạn ơi. Hình như slime xuất hiện theo mặt trăng hay sao á. Giờ là đang trăng tròn kìa. Ồ, mặt trăng full luôn ấy các bạn ơi. Rồi, chém một cái nè. Ồ, rồi ra quá trời bóng slime luôn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ dọn đồ ấy, rồi chúng ta vào trong ngủ một giấc, rồi sáng thức dậy chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại ngôi làng của mình ấy bây giờ vẫn chưa có ruộng nữa, cho nên bây giờ chắc mình sẽ làm cho ngôi làng của mình ấy một vài cái thửa ruộng nha. Mình sẽ mang theo một cây cuốc ra bên ngoài là được rồi. Ở đất thì mình sẽ không cần mang theo đâu, tại vì mình muốn cho cái diện tích trồng lúa ấy nó sát ở phía dưới luôn này, để mà anh khỏi phải mất công nhảy lên nhảy xuống giữa các thửa ruộng ấy. Rồi ok, giờ mình sẽ đi vào trong làng nè. Và ngôi làng của mình bây giờ rất là nhộn nhịp luôn. Mấy dân làng đi lông nhông trong đây nè. Có những anh golem bảo vệ, thành ra rất là an toàn luôn ấy các bạn ơi. Và những chỗ nhỏ nhỏ như vậy chắc mình sẽ trồng lúa. Nhưng mà để coi coi mình còn mấy cái xô nước không cái đã. Mình còn 9 xô nước luôn nè. Mình sẽ lấy ra khoảng 2 xô nước đi, để mình có thể làm được nguồn nước dinh củ nha. Nhảy qua đây một cái. Ui, mình nhảy không tới rồi. Ở trong sẽ đặt tạm một block ở đây đi, để bà cua qua các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ múc 2 xô nước nha, để chúng ta có thể trồng lúa. Thì trồng lúa mà không có nước thì lúa nó sẽ cũng như là rất là lâu lớn, cũng như là đất ấy nó rất là dễ bị hỏng luôn ấy các bạn ơi. Thành ra các bạn phải có nước thì mới trồng lúa dễ dàng được nha. Rồi ok, mấy chỗ này thì chắc mình sẽ trồng ngẫu nhiên thôi. Đặt xuống này nè, và sau đó mình sẽ cuốc lên nha. Ngoài lúa thì chắc mình sẽ trồng thêm một vài loại cây, kiểu như là cà rốt này, khoai tây này, hoặc là củ dền ấy các bạn ơi. Dưa hấu thì chắc mình sẽ không trồng đâu, tại vì mấy anh không có biết thu hoạch dưa hấu ấy. Dòng những phiên bản sau thì mấy anh dân làng ấy có khả năng thu hoạch được dưa hấu thì tuyệt vời luôn ấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ cuốc ra nhiều nhiều một xíu nè. Đó, sát cái nhà mình luôn. Rồi bên đây một ít nữa. Đấy, một chỗ trống trống như vậy, thay vì mình đặt cỏ mình cũng có thể trồng lúa như vậy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn á. Và cái cây cuốc kim cương của mình nó cũng gần hỏng rồi nè. Hy vọng mà hỏng cây cuốc kim cương đấy thì mình sẽ hoàn thành được một cái nhiệm vụ, đó chính là sử dụng hết một cây cuốc kim cương ấy các bạn ơi. Để mình xem coi nhiệm vụ đó chỗ nào ta. Để coi nào. Có cái nhiệm vụ đó hình như bên nông nghiệp. Đây. Đó, sử dụng hoàn thành một cây cuốc kim cương và sau đó đánh giá lại cuộc đời bạn. Nếu sử dụng hết một cây cuốc kim cương này thì bạn chính là một người nông dân chăm chỉ ấy. Tại vì cây cuốc kim cương này có độ bền tới là 1561 rồi các bạn ơi. Rất là nhiều luôn ấy. Mà các bạn sử dụng hết chứng tỏ các bạn rất là siêng năng trong việc làm ruộng luôn á. Rồi, ở đây chắc mình sẽ ở đây ngay chỗ anh dân làng rồi. Ui, chỗ này không nên trồng, không nên trồng. Chỗ người ta buôn bán mà mình trồng lại thì kỳ quá. Rồi, làm hư cái đất ở đây đi. Đó, làm tới đây thôi nha. Và cuốc phía sau một ít nữa nè. Rồi, giờ mình sẽ đi vào trong ấy, để lấy ít cái hạt giống thôi. Hình như cà rốt khoai tây thì mình cũng còn kha khá hay sao á. Còn hạt giống của lúa mì thì mình không biết nữa. Hy vọng hạt giống lúa mì thì mình còn nhiều nhiều một xíu nha. Rồi, để kiểm tra trong rương nào. Đây còn quá trời nè. Và coi coi. Cà rốt mình còn khá nhiều nè, khoai tây cũng còn khá nhiều. Rồi ok, tầm này là đủ rồi đó. Và bây giờ mặt trời cũng đã gần xuống núi rồi kìa các bạn ơi. Và hiện tại gần nhà mình có một anh dân làng, nhưng mà không biết giờ anh đi đâu rồi. Anh phá ruộng mình quá trời luôn ấy các bạn ơi. Đó, giờ anh bỏ trốn hay sao rồi, để một xíu mình tìm ảnh để phạt ảnh nha. Cái tội mà phá ruộng của mình ấy. Hôm nay mình lo xây các bạn ơi, thành ra mình đâu có để ý cái ruộng của mình đâu, mà ảnh đi lanh quanh đây, xong ảnh phá hết trơn mấy cái ruộng của mình này, phá luôn mấy cái chỗ trồng dưa hấu với bí ngô của mình nữa. Ôi, giận thật sự luôn. Rồi ok, mình sẽ trồng hết vô đây đi và làm thêm ở đây một ít cái ruộng nữa nha. Chỗ này có nên không ta? Ok, chỗ này chắc nên có một thửa ruộng nhỏ nhỏ nữa đi. Rồi mình sẽ ra ngoài để lấy thêm một xô nước nè. Một xíu mình sẽ cố gắng tìm lại anh dân làng đó mới được. Mình chỉ sợ mình thức hơi trễ ấy, thành ra mấy con zombie cạp ảnh rồi. Hy vọng ảnh vẫn còn sống nha, để có gì một xíu mình còn phạt ảnh nữa. Mình đang nghĩ ra một hình phạt cho ảnh rồi ấy. Rồi mình sẽ trồng ở bên đây luôn nha. Và ở bên đây chắc mình sẽ trồng cà rốt với khoai tây đi nha, tại vì bên đó mình trồng lúa mì rồi. Thành ra chỗ này mình sẽ trồng cà rốt với khoai tây nha. Trồng hết cây cuốc này luôn đi. Còn có 20 mấy độ bền thôi các bạn ơi. Cố lên, cuốc ra nè. Cuốc sát cái đường đi luôn ấy. Tại vì mình trồng lúa sát đường đi nhìn nó cũng khá là đẹp ấy các bạn ơi. Cuốc đây, còn mấy độ bền đây. Còn 6 độ bền. 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Hư.
Hoàn thành cái thành tựu rồi nè các bạn ơi. Sự cống hiến nghiêm túc. Thành tựu hay đó. Rồi giờ mình sẽ trồng mấy cái cà rốt nè, một ít lúa mì nè. Đó. Trồng lúa mì vô cũng như là một ít khoai tây nha. Khoai tây thì trồng bên đây đi, khoai tây trồng ít thôi các bạn ơi, tại vì thỉnh thoảng nó lại ra khoai tây độc ấy, tội nghiệp mấy anh dân làng. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên đây ấy để cắt đồ cũng như là tìm anh dân làng hồi nãy nha. Đó, để cho các bạn xem cái tàn tích mà ảnh để lại nè, ảnh dẫm hư hết trơn mấy cái hạt giống bí ngô dưa hấu của mình rồi nè 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 các bạn thấy chưa. Đó. Ui 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 giật mình, ui thiệt tình á, skeleton làm giật mình à. Bị bắn lén các bạn ơi. Nè 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 các bạn thấy không. Ồ, anh dẫm hết trơn rồi nè. Đó thấy, các bạn thấy anh dân làng phá chưa. Anh đó là anh ngư dân hay sao các bạn ơi. Phải nông dân thì anh không có phá đâu, anh còn thu hoạch tiếp mình á. Còn anh này là anh ngư dân. Anh vô nè. Cái vườn cà rốt phá tay mà lại trồng lúa vô nè, thấy không. Đúng là ngư dân không biết gì về hả, nông nghiệp gì trơn hả. Trồng tầm bậy tầm bạ của người ta, đã vậy còn phá trơn nữa. Nè các bạn thấy hư không. Nó hư hết trơn luôn rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng tìm ảnh coi ảnh đi lanh quanh đâu đây nè các bạn ơi. Nhưng mà hai hôm nay mình không gặp ảnh rồi, mình sợ là ảnh bị mấy con zombie cạp rồi ấy. Ồ, mình định bắt ảnh đi làm thí nghiệm nữa, với lại có một hình phạt cho ảnh riêng rồi. Ồ, nhưng mà giờ ảnh trốn ở đâu rồi ta. Ồ, chắc mình phải đem một anh dân làng ra để làm thí nghiệm quá. Ui ở đây có Enderman nè. Ồ, dám đến khu vực của mình hả? À mà thôi đi, mình không đánh ảnh đâu. Tại vì Enderman ấy sẽ không đánh mình trừ khi mình nhìn ảnh thôi các bạn ơi. Đó, thành ra không nên đụng vào ảnh đâu. Giờ mình sẽ cố gắng tìm lại anh cái nhân làng hồi nãy coi. Không biết anh trốn ở đâu ta, để coi anh có ngủ trong đây không cái đã. Ồ, trong đây thì mình chưa có đặt giường xuống. Ui, creeper. Ui, lâu ngày. Bây giờ lại đây làm gì hả? Giờ mình gặp Reaper ấy, mình cũng không thích cho lắm các bạn ơi. Tại vì đợt trước Reaper nổ tung bé mèo của mình rồi. Giờ mình gặp Reaper ấy, mình khá là ghét luôn á. Rồi cắm ở đây một cái nào. Chắc mình phải bắt một anh dân làng ra đây để làm thí nghiệm rồi. Mình muốn thí nghiệm là với tỷ anh dân làng này nè, có nghề ngư dân ấy các bạn. Rồi sau khi bị con zombie nó cạp ấy thì sẽ trở thành zombie dân làng. Và sau khi cứu ấy, mình không biết ảnh sẽ reset nghề hay là ảnh vẫn còn nghề ngư dân ấy. Mình đang thắc mắc như vậy. Nhưng mà mình định làm thí nghiệm với anh dân làng mà ảnh phá ruộng của mình ấy. Đó cũng như là cái hình phạt cho ảnh. Nhưng mà bây giờ anh dân làng nó mất tiêu rồi. Ồ, anh biết mình phạt hay sao á, giờ anh trốn rồi. Được ấy. Giờ không biết có nên dẫn anh dân làng kia ra làm thí nghiệm không ta. Mình nghĩ chắc nên. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải dụ một tên zombie lại đây cái đã. Để coi gần đây có tên zombie nào không. Nhưng mà con nhện này dám bám vô nhà mình là mình phải tiêu diệt nè. Kẹt. Ui no. Creeper hả? Creeper. Mình có cách. Mình sẽ cho con skeleton bắn con Creeper nha các bạn. Để nó... Ui, cái cung mình mạnh quá à. Làm phát một ngõm con Creeper rồi. Ồ, không được rồi. Giờ mình sẽ thắp đốt ở đây đi. Để không thôi gần nhà mình mà quái quá trời như vậy thì không ổn đâu. Giờ mình sẽ... Đây có con zombie nè. Rồi, giờ mình sẽ dụ cái con zombie này lại ngôi làng của mình nha. Rồi đưa một anh dân làng ra ngoài để làm thí nghiệm luôn. Tại vì sau khi mình làm thí nghiệm thì mình vẫn có thể cứu được ảnh các bạn ơi. Thành ra các bạn yên tâm nha, ảnh không có chết đâu mà lo. Rồi giờ đi theo tôi nè. Lâu ngày mới gặp anh zombie này nè. Mà zombie Pigman ấy thì không có đánh dân làng được các bạn ơi. Phải ui Creeper ở trên mái nhà bán kem nó tràn xuống kìa. Ui vậy là ở trên đó còn thiếu ánh sáng á. Vậy mình phải thêm ánh sáng ở phía trên nóc nhà rồi. Hoặc là ốp những cái tấm thảm ấy để cho nó đừng có spawn ở phía trên các bạn ơi. Để không thôi ban đêm nó spawn ở phía trên thì không ổn đâu. Rồi qua đây. Giờ mình sẽ... Có nên đặt tên cho con zombie này không ta? Mình sợ một hồi nó despawn ấy. Nhưng mà khoan đi, giờ mình sẽ đưa một anh dân làng ra ngoài trước cái đã. Không biết dân làng có sợ mấy anh zombie không nữa. Chắc là sợ, không dám đi ra đâu. Mình sẽ đưa anh nào ta? Kiếm anh nào gần đây mình đưa ra ngoài coi. Chắc phải dùng cái xe mỏ đưa ra mới được các bạn ơi. Để mình vào trong mình lấy cái xe mỏ cái đã. Giờ mày đứng ở đây đi, một xíu có việc cho ngươi làm rồi đó. Rồi vô lấy cái xe mỏ gấp các bạn ơi. Mấy nhân làng mình đẩy ra là bảo đảm anh sợ anh toát mồ hôi ấy, là anh không có dám đi ra đâu. Mình phải dùng xe mỏ để đẩy anh ra à. Đây xe mỏ nè, đó đường ray luôn. Rồi đi vô trong làng lại nè. Ui đừng có đi spawn nha, đang cần zombie á. Bây giờ mới là cần zombie này các bạn ơi. Cỡ trước mình gặp là mình toàn giết hết trơn à. Rồi giờ mình sẽ đập cái này ra nè. Đập này ra rồi. Đưa một anh nhân làng ra ngoài luôn. Chắc mình sẽ đưa tạm cái anh ở ngoài góc này đi nhờ cho nó nhanh các bạn ơi. Anh này có sẵn cái xe mỏ phía trong rồi nè. Ông chỉ cần đưa vô đây. Rồi để anh ra ngoài.
Đi anh ơi, hỏi một xíu tôi cứu anh là sao, anh yên tâm nhá, đừng sợ đừng sợ. Rồi anh Golem, đừng 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 nhá, ra ngoài khiêu con zombie là không được á, tôi đang làm thí nghiệm. Rồi đóng cửa làng lại, rồi zombie lại đây, đó phần thưởng cho người đó. Rồi cắn đi cắn đi, ui không cắn cái nhân làng hả, cắn cái nhân làng kìa, ui cắn cái nhân làng kìa, cắn tôi làm gì, thôi 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 thôi, thôi đừng cắn tôi, đừng cắn tôi, cắn cái nhân làng kìa, anh nhân làng đứng dậy mà không cắn hả, giết tôi làm gì, trời ơi trời. Thiệt tình anh zombie này luôn á, dí anh nhân làng không dí, dí mình làm gì không biết nữa. Ui còn dí theo mình nữa kìa, thôi 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 thôi, đừng 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 đừng, ui anh đó nhìn xa vậy, quay lại làng đi. Trời ơi mấy anh zombie này khờ vậy ta, bình thường gặp gặp dân làng ấy là mấy anh zombie này chạy giết giết lại cạp à, hôm nay lại chê dân làng lại. Ui 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 ui, đừng 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 đừng, Reaper Creeper nè. Ủa hôm nay zombie chơi dân làng á ta. Ui đứng đứng đây hồi thành zombie chết đuối nè. Ui vậy là mình phải đưa anh dân làng của mình ra chỗ tối rồi các bạn ơi, để trong đó thì mấy anh zombie không có thấy ấy. Hay là sợ zombie sợ mấy anh Golem ta không dám đánh ta. Ôi để mình thử đưa ra chỗ tối tối coi. Ui hôm nay mới thấy mấy anh zombie tha cho mấy anh dân làng á. Thì tình luôn, cả trước mình toàn là gặp zombie nó lại dí dân làng không à. Hôm nay tốt vậy ta. Mình sẽ dẫn ra xa xa coi. Thí nghiệm này hơi mất thời gian một xíu các bạn ơi, nhưng mà cái thí nghiệm này chỉ thực hiện vào ban đêm được thôi nha, vì ban ngày thì nó sẽ có ánh sáng ấy và sẽ đốt những anh zombie dân làng của mình. Giờ đường ray, ui đường ray thì mình để tít ở bên kia rồi, không ổn không ổn, giờ mình phải tìm gấp một con zombie mới được. Dẫn zombie về đây các bạn ơi. Ui có vẻ zombie không đánh dân làng hả ta. Ui ngộ ngộ nha, lần đầu mình gặp luôn á, tối giờ mình toàn gặp zombie đánh dân làng mà, hôm nay chê dân làng rồi. Mình sẽ chạy qua cái chỗ farm dân làng cái đã để mình lấy cái rương sugar các bạn ơi. Trong cái rương sugar đó mình có chứa rất là nhiều mấy cái đường ray luôn ấy, hôm bữa mình có vận chuyển mấy dân làng qua nè. Rồi ok, gần tới rồi, gần tới rồi. Bên đây còn khá là nhiều nè. Mình có nên thả một anh dân làng trong đây ra không ta, để cho zombie cắn ấy các bạn ơi. Trời mặt trời gần xuất hiện rồi mà chưa có anh zombie dân làng nào xuất hiện cho mình làm thí nghiệm nữa. Có vẻ hôm nay làm thí nghiệm không được rồi. Chắc đợi buổi sau đi các bạn ơi, buổi sau chắc mình sẽ làm thí nghiệm nhá, tại vì bây giờ mặt trăng gần xuống, mặt trời gần lên rồi kìa, mình làm không kịp thì lại ủng một anh dân làng nữa. Rồi ok, hẹn lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhá, để mình làm thí nghiệm nốt luôn. Ok các bạn ơi, mình vừa trở về từ địa ngục ấy, và mình có một tin vui muốn thông báo với các bạn, đó chính là mà mấy anh zombie Pigman ấy đã hết giận mình rồi. Bây giờ mình có thể thoải mái đi xuống dưới và farm những anh Wither Skeleton rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm một chuyến đi khám phá Nether Fortress tiếp nha. Những cái pháo đài địa ngục ấy các bạn ơi. Giờ thì không sợ mấy anh zombie Pigman nữa. Và bây giờ mình sẽ cố gắng ấy là sẽ không đánh những ảnh nữa, mấy ảnh nữa nha. Để không thôi mấy anh giận mình lần nữa thì thôi không biết khi nào mới hết giận á. Rồi đó, bây giờ mấy anh gặp mình nè. Hello anh zombie Pigman. Hey. Giỡn thôi, giỡn thôi, không đụng vô ảnh đâu. Đụng vô ảnh anh giận nữa thì tôi á. Rồi giờ đi xuống dưới thôi. Và mình có chuẩn bị một ít cái loại thuốc kháng lửa này, thuốc hồi máu tức thì và thuốc sức mạnh hôm bữa xài chưa hết đấy các bạn ơi. Họ đem xuống đây để sử dụng trong chuyến khám phá lần này luôn nha. Rồi bây giờ kẻ thù của mình bây giờ chỉ còn là những anh Wither Skeleton này và những con Ghast thôi. Rất là thoải mái luôn. Rồi giờ đi xuống thôi. Ui. Ủa? Là sao? Ủa mẹ. Ủa chưa hết giận à? Ủa sao cái anh hồi nãy không đánh mình ta? Ui mình cứ tưởng mấy anh hết giận rồi chứ. Ui vẫn còn giận à? Hay là nãy mình mới ghẹo anh giận nữa ta? Mình đâu có đánh trúng ảnh đâu. Ui thôi xong rồi, vậy thì xong ổn rồi. Ui ui. Ui đừng. Oh my gosh. Ui, uống thuốc căng lửa. Ủa. mình bị dụ rồi. Ủa hồi nãy mẹ rõ ràng là anh hồi nãy không có giận mình đúng không các bạn? Ủa sao mấy anh này lại giận ta? Ok, ở trên đây mình farm coi. Có rớt cái đầu Wither không? Ui mấy anh còn giận nè. Mấy này giận dai ghê luôn á. Ôi lỡ giận rồi đánh. Ui đánh lén. Ui. Đã vậy còn đánh lén mình nữa. Ui mấy này giận dai ghê luôn. Rồi giờ mình sẽ đi farm tiếp đi các bạn ơi. Kệ mặc kệ mấy ảnh luôn đi. Giờ mình có thuốc sức mạnh rồi, mình chỉ cần chém khoảng 2 hit thôi là ngỡ một anh rồi đó. Tưởng số đông là mình sợ hả? Giờ mình mạnh lắm rồi. Rồi qua đây nè. Ui bên đây còn có Ghast nữa. Ui ở đây nhiều zombie Pigman lắm luôn á.
Ủa, đằng kia, à đằng kia có Wither Skeleton kìa. À được 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 được. Rồi, à, đánh hả? Đánh, đánh nè nó. Các bạn thấy chưa, uống thuốc sức mạnh vô khỏe lắm các bạn ơi. Hai hit là ngõ một anh à. Đó, bên đây có anh xương đen đúng không? Qua đây, lại đây. Mình cẩn thận mới được các bạn ơi, để không thôi là ảnh rơi xuống dưới ấy, là mình mất đồ mà ảnh rơi ra á. Ui, chưa được cái đầu nó hết trơn. Bên kia còn thêm hai anh nữa kìa. Giờ mình sẽ cố gắng ném anh Zombie Pigman thôi chứ sao, giờ hết cách rồi các bạn ơi. Rồi qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây nè. Rồi, ui ở dưới đây farm than cũng rất là tốt luôn ấy các bạn ơi. Tại vì mấy anh xương đen ấy, khi mình đánh sẽ rơi ra than nhá. Nhưng mà như vậy thì cũng hơi ít, tại vì mấy anh lâu lâu mới spawn ra hả. Muốn farm than như vậy thì cũng không phải là biện pháp tốt đâu. Hồi nãy mình mới thấy hình như một hay ui. Ui các bạn thấy anh Skeleton này bắn anh play không? Ui anh này hung vậy. Ui bắn đồng minh luôn nè. Toàn là mớp ác không à mà cũng bắn nhau nữa. Ui con mắt ma nó là ui ui đừng 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 đừng. Ui xem ném bị lọt dưới kìa. Con mắt ma nó lội dưới hồ lava kìa các bạn ơi. Ui lần đầu mình gặp luôn á. Wow mắt ma lội dưới hồ lava luôn kìa. Căng thẳng vậy. Ui trên kia có thêm hai anh nữa kìa. Ở dưới đây farm rất là thích luôn á các bạn ơi, tại vì mấy ảnh spawn liên tục ra ấy. Mình cứ việc đi lanh quanh và tìm mấy ảnh thôi. Rồi giờ dụ mấy ảnh xuống đây còn quánh thôi. Xuống đây. Ừ đúng. Ui ui. Rồi xong rồi. Ui. Ui bị đánh lén, bị đánh lén. Không ổn, không ổn. Đánh lén, đánh lén, đánh lén hả? Đánh lén nè, đánh lén nè. Giờ mạnh lắm rồi. Không sợ mấy anh này đâu. Ui zombie nè. Ui zombie đâu lạc lối dưới đây vậy? Đi lên trên đi. Ở dưới đây làm gì? Ở dưới đây ma heo ha. Đã làm khổ mình lắm rồi, còn có mấy anh zombie bình thường nữa. Ở đằng kia có mấy con skeleton kìa, nhìn chướng mắt quá. Mình sẽ bắn á. Ồ, ngõm liền. Rồi anh Blay hả? Anh Blay là một mũi tên nha. Đánh đánh lén hả? Ui được các bạn ơi, sắp tới mình xuống đây mặc dù đông mấy anh này, nhưng mà mình chỉ cần trang bị cho mình một lọ thuốc sức mạnh này thì mình thoải mái mà đánh nhau với mấy anh này luôn. Tại vì hai nhất đấy là mình có thể tiêu diệt được một anh Zombie Pigman rồi, rất là khỏe luôn. Ồ, được được được. Chịu khó chế thuốc sức mạnh thôi các bạn ơi. Và thuốc sức mạnh thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần farm những anh quỷ lửa thôi ấy thì chúng ta đã có thể chế tạo được những lọ thuốc sức mạnh rồi. Mỗi lần pha như vậy thì mình sẽ có thêm những cái hạt vàng nè, đem về chế tạo cà rốt vàng ăn luôn. Vậy và ở đây có thêm những anh mắt ma nè. Xuống đây. Ui 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 ui. Bắn hả? Bắn không? Ui hình như một mũi tên không ngõm được các bạn ơi, phải hai mũi tên mới ngõm được á. Ok làm thêm mũi nữa nha. Ui không tới, không tới, trúng liền nè. Ui có rơi ra không? Có rơi cái ui không có rơi ra nước mắt gas rồi. Không có rơi ra nước mắt gas rồi các bạn ơi. Ui 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 anh này bự vậy. Đó, nó rơi ra hai quả bóng mắt ma cho mình rồi kìa. Ủa, mình phải lưu ý các bạn ơi, ở đây nhiều khi là ui 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 ở đâu vậy. Ui mấy anh này còn bắn lén tiếp nữa. Ui thôi 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 chạy 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 chạy. Phải hồi cái thanh thức ăn trước các bạn ơi, để không thôi là mất khả năng hồi máu ấy. Nó ăn vô một cái nè. Rồi rồi rồi. Đó, mình sẽ căng thẳng để không thôi một hồi mình bị dí vô góc hẹp như hôm bữa ấy, lại mất đồ á. Đánh lẹ. Nó không được dùng cung nha, dùng cung là mình thua á. Tại vì mình hai hit mình có thể tiêu diệt được mấy ảnh rồi, không nhất thiết phải dùng cung đâu. Ui. Ui thôi 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 chạy 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 chạy. Đông quá đông quá đông quá. Ui tính ra mấy anh này vẫn còn mạnh lắm luôn ấy các bạn ơi. Đồ mình chưa có đủ khỏe để cân hết mấy anh này đâu. Ui. Ui. Đâu ra nước vậy? Chạy 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 đừng. Ui. Mấy này xuất hiện nhiều lắm luôn ấy các bạn ơi. Ui xuống Nether, bây giờ mình cảm thấy Nether ghê luôn á. Sợ Nether ghê luôn á. Ui. Lúc trước mà mình chưa chọc mấy anh Zombie Pigman ấy thì xuống Nether thì cũng không có quá căng thẳng. Bây giờ xuống mỗi lần xuống là mỗi lần sợ à, sợ bị ngõm ấy, rồi mất đồ các kiểu nữa, mình không muốn như vậy đâu. Đồ mình bây giờ cũng khá là xịn rồi, mất cái tiếc lắm luôn á. Rồi farm nè. Rồi. Ơ, mấy anh Wither Skeleton hết spawn ra à. Hồi nãy thấy spawn ra đông lắm luôn ấy. Giờ hết gặp anh nào rồi. Để mình đi một vòng nữa coi. Hy vọng mấy anh xuất hiện ra nha các bạn. Hiện tại thì cái thuốc sức mạnh còn 2 phút à. 2 phút thì khá là ít. Nhưng mà cũng vừa đủ để mình có thể farm thêm những anh xương đen á. Ở đây không có hả ta? Ui. À, bắn lén hả? Ui, ở đây mấy anh Zombie Pigman lên không được nè. Gì, ở đây mà farm thôi. Ui, ở đâu bắn vậy? Ui. Ui, mấy anh Gas bắn nữa. Farm nè. Ồ, đây cũng là một cách rất là hay để chúng ta có thể farm những anh Zombie Pigman này các bạn ơi.
được 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 nha. Rồi đứng ở đây farm thôi, thoải mái mà farm. Farm nè, kiếm mình mà có sửa chữa thì farm ha, tới mai cũng không chán luôn. Nhưng mà kiếm mình không có sửa chữa các bạn ơi, thành ra farm một hồi là không kiếm thì khổ quá. Giờ mình phải cố gắng tìm anh kia mới được. Ô cái tòa thành này có vẻ là không có nhiều anh xương đen các bạn ơi, hồi nãy mới thấy spawn ra được vài anh à, bây giờ lại hết spawn ra rồi. Qua đây coi. Man play hả, man play làm phiền, làm phiền, làm phiền mình hả. Ui một mũi dương ẩm cơ, câu vậy. Rồi tiêu diệt rồi. Qua cái ngã tư này coi, thường thường mấy anh xương đen sẽ spawn ở mấy cái ngã tư đấy các bạn ơi, như vậy nè. Nhưng mà hôm nay không thấy spawn ra nữa ta. Nhảy qua đây, pew bụp đó, rồi đi vô trong cái tòa thành luôn nha. Ui còn bị dí nè. Ô, qua đây coi, ở bên đây cũng có ngã tư nè, cứ tìm mấy cái ngã tư mà tìm mấy anh xương đen thôi các bạn ơi. Bên đây thì sao? Ui hôm nay mấy ảnh hình như không có spawn ra nhiều rồi. Hôm trước mà mình chưa có cái cây kiếm mạnh ấy các bạn ơi, là mấy ảnh spawn ra quá trời luôn, mình đánh đâu có lại đâu. Hôm nay có kiếm mạnh rồi, có thuốc sức mạnh rồi mà mấy ảnh lại không spawn ra cho mình nữa thì cái tình á. Zombie Pitman hả? Rồi farm tiếp. Ui sao tỉnh thoảng này xuất hiện mấy anh zombie thường người ta ở đâu ra, không biết ảnh ở đâu ra luôn các bạn ơi. Thường thường ở dưới đây chủ yếu là zombie Pitman mà. Ha kỳ nha, mà thôi kệ, mấy anh zombie thường thì cũng không có mạnh cho lắm ấy, thành ra mình cũng không có sợ đâu. Rồi qua đây coi. Bên đây có vẻ là hết rồi, là cái tòa thành này không có nhiều rồi các bạn ơi, chắc mình phải qua cái tòa thành cạnh bên quá à. Nhưng mà bây giờ thuốc sức mạnh mình gần hết tác dụng rồi, qua tòa thành cạnh bên không biết có đủ để chiến đấu với mấy ảnh không nữa. Bước bớt mấy kiếm đá đi đó, nhặt mấy kiếm vàng về, tại vì kiếm vàng khi mình nấu ra vẫn được một cái hạt vàng hay sao các bạn ơi, rất thoải mái luôn. Rồi giờ đi xuống dưới. Ui uống thuốc. Ui hồi máu rồi. Anh kia rớt xuống ngõm luôn rồi kìa các bạn ơi. Ui mấy ảnh sung quá, rớt xuống ngõm hết trơn rồi kìa. Ui tự nhiên đi xuống làm gì không biết nữa, dí mình không ấy. Có cần phải làm vậy không? Hôm nay mình farm hơi bộn vàng luôn các bạn ơi, quá trời vàng, mang về làm cà rốt luôn nè. Ui anh này yếu nè, mình chém một phát là ngõm nè, một phát là ngõm nè. Còn vài anh nữa thôi, chắc ở đây mình farm thêm ít zombie Pitman rồi quay lên các bạn ơi. Thuốc hết tác dụng rồi, đi một hồi thế nào cũng bị hội đồng cho chết ấy. Mình farm mới đây lên 25 level rồi kìa, kiếm thì cũng gần hỏng rồi. Farm tiếp, giáp cũng vậy luôn, cái quần kim cương, cái ủng kim cương của mình ấy, nó gần hỏng mất tiêu rồi nè. Ô nhiều hạt vàng ghê luôn á, nhặt. Nhiều khi mấy ảnh lại rơi ra nguyên cái phôi vàng luôn các bạn ơi. Thành ra các bạn có thể thoải mái mà farm mấy anh này để kiếm thêm vàng nha. Hiện tại mình được một stack hạt vàng nè, và 40 hạt vàng rồi. Và quá trời, ui sắc bén 2 luôn, hèn gì mấy anh đánh mình đau quá trời luôn nè. Ô ở đây còn một cái kiếm enchant nữa, nhặt thử coi. Chậm hỏng 2, wow tố bay. Rồi ok chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn, ở đây không ổn rồi, ở đây một hồi sợ bị hội đồng lắm luôn á. Rồi ok hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái vòng đu quay ở phía sau lưng mình. Có một chuyến khám phá Nether nhỏ nhỏ để tìm thêm đầu Wither Skeleton, nhưng mà mình chưa nhặt được các bạn ơi. Và muốn thí nghiệm với anh Nhân Làng ấy, nhưng mà anh Nhân Làng đã bỏ trốn mất tiêu rồi. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.